quý cô bác và anh chị kính mến, thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Đầu xuân năm mới, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị. Xuân sang Tết đến khắp gần xa, phúc đức an khang chúc mọi nhà, lão thọ trường hào thêm sức khỏe, tự tôn tài trí được vinh hoa. Công tư lộc phát thuận đà tín, xã hội phồn vinh nhân thế hòa, như ý cát tường an lạc hưởng, năm nay Giáp Thìn khải hoàn ca. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải. Cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Đúng 2 tháng đầu năm 2024, Thái Lộc Xuân mới, tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, biết được thiên cơ, làm ăn trúng lớn, đổi đời ngoạn mục, sắm nhà lầu, tậu xe sang, tiền về tới tấp, cực giàu có. Bính Ngọ mạng thủy cuộc đời, thu đông xanh thuận an nhàn tấm thân, xuân hè lỗi số kém phần, gia đình sự nghiệp đôi lần mới nên, số phần ít được may hên, siêng năng cần mẫn lấy bền làm công, tiền vận không được hanh thông, vượt nhiều chướng ngại mới mong an bình, trung niên cuộc sống khá xinh, đi vào hậu vận gia đình an vui, Giáp Thìn có hên có xui, làm lành lánh giữ đẩy lùi khó khăn. Quý vị thân mến, có ai đó đã nói rằng, sự lười nhác của tuổi 25 tạo nên sự bất lực của tuổi 35, sự bất lực của tuổi 35 tạo nên sự vô dụng ở tuổi 45, sự vô dụng ở tuổi 45 tạo nên một cuộc đời cơ cực, khi về già tuổi tác cao, ngoảnh đầu nhìn lại hối hận cũng đã muộn, bởi thời gian cũng như sức khỏe chẳng còn nhiều để cố gắng. Thực tế, ai trong mỗi chúng ta đều mong muốn có một cuộc sống hạnh phúc, an nhàn, sung sướng khi về già. Nhưng để có được điều ấy lại phụ thuộc rất lớn vào nỗ lực và cách sống của mỗi chúng ta khi còn trẻ. Tử vi học có nói, trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, không phải ai sinh ra cũng được trời ban cho nhiều may mắn, mọi sự thành công đều bắt nguồn từ sự cố gắng và không ngừng nỗ lực. Hiểu được điều này thì trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi rất hoan hỷ được chia sẻ đến quý vị vận trình tử vi của tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, 2 tháng đầu năm 2024. Cụ thể là tháng 1, tháng 2 âm lịch năm Giáp Thìn, qua từng phương diện, từ công danh sự nghiệp, tài lộc, tiền bạc, gia đạo cho đến sức khỏe, với mục đích giúp quý bản mệnh nắm bắt tốt lá số của mình, để trong năm đón lành tránh dữ, đổi vận giàu sang trước mọi hoạn nạn. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi ngay sau đây nhé! Thưa quý vị, đầu tiên chúng ta cùng xét về lá số tử vi của gia chủ tuổi Bính Ngọ. Trong năm 2024 năm Giáp Thìn, quý vị hãy dành ra 1-2 phút để chúng ta cùng chiêm nghiệm lại. Về lá số tử vi của những gia chủ tuổi Bính Ngọ, chúng ta đã biết, khi mà chúng ta biết được vận trình tổng quát của năm thế nào, thì chúng ta xét luận đoán theo từng tháng thì mới được chuẩn xác, có cách căn cứ để chúng ta luận đoán được chính xác nhất. Và ngay bây giờ chúng ta cùng đi vào lá số tử vi năm 2024 của những gia chủ tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, nam mạng và nữ mạng. Người tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, hay còn gọi là hành lộ chi mã, ngựa chạy trên đường, dương mạng tuổi âm 59 tuổi, ngũ hành bản mệnh thiên hà thủy, tướng xương con ngựa, tướng tinh con thuồng luồng, Bính Ngọ nạp âm hành thủy do can Bính hỏa, ghét với chi ngọ, dương hỏa, ta có can và chi đều cùng hành hỏa, nên người tuổi Bính Ngọ có năng lực đầy đủ, nền tảng vững chắc, hay gặp may mắn trên đường đời. Tuy nhiên, phần lớn tuổi này ở tiền vận, hậu vận ít thuận lợi, vì phần nạp âm xung khắc cả can lẫn chi, Bính Ngọ là mẫu người đa năng, thẳng thắn, có tài lớn nhưng lại không có đất dụng võ. Mẫu người này thuộc tuyếp nhanh nhẹn, phóng khoáng, ham vui nhưng cũng mau chán, mau quên, thích làm việc lớn nhưng thiếu kiên trì. Thời còn trẻ, Bính Ngọ thích đi du lịch ở khắp mọi nơi để khám phá, trải nghiệm những điều mới mẻ, họ ít dành thời gian cho gia đình mình. Bởi sự hấp dẫn thú vị của cuộc sống bên ngoài, bởi vậy, họ sớm trưởng thành và tự lập hơn, biết tự chăm lo cho cuộc sống của mình. Tính cách của người này có phần hoang dã, yêu thiên nhiên và thích hưởng thụ cuộc sống tự do cùng những người bạn của mình. Khi trưởng thành, tuổi Bính Ngọ có nhiều ước mơ, hoài bão và quyết tâm xây dựng cho mình một sự nghiệp vững vàng, dù có trải qua bao nhiêu khó khăn, gian nan.
thử thách, ý chí của tuổi Bính Ngọ vẫn không bị mai một, ngược lại họ càng quyết tâm cố gắng, phấn đấu để đạt được những gì mình mong muốn. Người sinh năm 1966 có thiên can Bính nên mang đầy đủ đặc trưng tính cách số phận của thiên can này, đúng như những câu thơ sau. Chữ Bính số ấy quạnh hiu, người sinh tuổi ấy lắm điều lo âu, lúc nhỏ bệnh hoạn ốm ho, lớn lên cô quạnh tự lo một mình, có lòng nhân đạo kính tin, tha phương lập nghiệp tự mình dựng nên, tuổi già lại được ơn đền, lộc tài gia thế ăn trên hưởng nhàn, nhiều khi đau khổ muôn vàn, tuổi nhỏ hoạn nạn vững vàng về sau. Trời ban cho người tuổi Bính Ngọ có tính khí cũng giống hệt như mặt trời, thích mang ánh sáng và những thứ của mình chia sẻ với người khác. Bính Ngọ sáng dạ thông minh, trong suy nghĩ và hành động dứt khoát rõ ràng, dám làm dám chịu, có nghị lực để vượt qua các khó khăn. Vì vậy, người Bính Ngọ không ích kỷ, có tính cách hướng ngoại, sẵn sàng cống hiến. Những người đứng can Bính tuổi Ngọ thường phải sống xa quê quán mới tốt và cuộc sống có nhiều long đong vất vả. Bính Ngọ có sẵn tính nóng nảy, người khi giận thì như lửa bừng bừng, khi xong lại nguội lạnh. Tuy vậy, họ quan hệ rộng nên vẫn có nhiều bạn bè và không mấy khi nhờ vả đến ai. Bởi người này có lòng tự trọng, khí khái và cứng cỏi, họ luôn có ý thức tự lập, tự lực cánh sinh. Người tuổi Bính Ngọ số được cha mẹ dành cho của cải, về trung niên hậu vận họ giàu có, nếu lấy tuổi Tuất Dần thì cố hòa hợp để sống. Chuyện tình duyên không mấy xuôi thuận, có thể phải hai lần đò mới đặng. Họ không mấy hòa hợp với cha mẹ, anh chị em trong gia đình, nên tình thân hữu không mấy mặn mà. Nếu ở xa nhau thì tốt hơn, nhưng nhìn chung tuổi này khi còn trẻ tuổi long đong, về sau phú quý, sống lâu, tính nóng như lửa, hoạt bát, phóng khoáng. Vợ chồng cần dung hòa để khỏi phải chia ly, cuộc sống hậu vận tốt, nên cần làm nhiều điều thiện để được hưởng trọn số trời trong phong lưu khoáng đạt, thỏa chí tài của mình. Nam giới tuổi Bính Ngọ có cuộc đời được hưởng sung sướng về thời trung vận, việc làm gặp được nhiều may mắn, bản mệnh sẽ có nhiều khổ tâm về vấn đề con cái, thời kỳ hậu vận sẽ được sống an nhàn, sung sướng. Phần gia đạo đề phòng việc con cái có xung khắc lẫn nhau, nếu biết lo cho con cái thì sẽ thu được nhiều việc tốt đẹp, con đường công danh lúc nhỏ có chức phận, về thời hậu vận có tiếng tăm, sự nghiệp được gây dựng vững chắc, vấn đề tiền tài được điều hòa bắt đầu từ thời kỳ trung vận, về sau sẽ không lo sợ bị sụp đổ gì nữa. Nữ giới tuổi Bính Ngọ phải trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm của cuộc sống, song vào thời kỳ trung vận và hậu vận thì có nhiều điều tốt đẹp về vấn đề tình cảm lẫn tài lộc. Phần công danh của nữ giới tuổi Bính Ngọ không hoàn toàn được tốt đẹp, thiên về con đường kinh doanh mua bán hơn là theo đuổi đường công danh, phần gia đạo có nhiều yên vui. Vào thời kỳ trung vận và hậu vận rất tốt, sự nghiệp của bản mệnh sẽ hoàn thành từ năm 34 trở đi, phần tiền bạc sẽ thu được nhiều kết quả và vững chắc vào thời kỳ hậu vận. Vận trình người tuổi Bính Ngọ trong năm Giáp Thìn 2024. Xét về địa chi, người sinh năm này địa chi Ngọ, gặp địa chi Thìn của năm Giáp Thìn là mối quan hệ chủ về bình hòa. Đây là năm người tuổi Ngọ công việc không có thay đổi nào mới. Với những thay đổi công việc trong năm Giáp Thìn, chủ về bản thân phải tiêu pha nhiều và cũng khó có thể thu hồi về được nguồn vốn. Bên cạnh đó, ngũ hành địa chi tuổi và địa chi năm Thìn là sinh xuất nên chủ mệnh có thể hao tổn nhiều về sức khỏe cũng như tiền bạc trong năm Thìn 2024. Xét về thiên can Bính thuộc hành hỏa của người tuổi này gặp thiên can Giáp thuộc hành mộc của năm 2024 là bình hòa. Do đó, xem tử vi 2024 Bính Ngọ về công việc thấy khó được như mong muốn, dự báo không được khởi sắc về ngũ hành mộc của thiên can năm. Gặp ngũ hành hỏa của thiên can tuổi là quan hệ tương sinh, nên người tuổi này công việc có sự giúp sức của quý nhân, sự mở mang cũng nhiều thuận lợi và may mắn. Xét về mối quan hệ ngũ hành của người tuổi này thuộc thủy gặp năm Giáp Thìn 2024 ngũ hành thuộc hỏa, tương ứng quan hệ sinh xuất, xấu. Trong năm 2024 Giáp Thìn, chủ mệnh tuổi này có thể gặp nhiều bất lợi và chủ về hao tổn, sức khỏe không tốt, khó khăn đưa tới cho các công việc. Tuy nhiên trong năm người bản mệnh thủy cũng có được một số kết quả công việc như ý muốn và nhận được sự hỗ trợ từ quý nhân. Xét theo vận niên, theo tử vi tuổi Ngọ 2024, sang năm con rồng, tuổi Bính Ngọ gặp vận niên thố lộng nguyệt, tức là thỏ dỡn trăng. Hình ảnh đầy vui tươi thoải mái, báo hiệu một năm nhiều niềm vui, hạnh phúc, công danh sẽ toại, thỏa lòng chờ đợi bấy lâu. Về phương diện tình cảm, người vui cảnh cũng chiều lòng, thật là một bầu trời tươi đẹp, ước thì được, muốn thì thành, gia đình êm ấm đón tin vui về con cháu trong nhà. Xét theo vận hạn năm 2024, tuổi Bính Ngọ. Tam tai 2024, tuổi Bính Ngọ không phạm tam tai, tốt. Kim lâu 2024, tuổi Bính Ngọ không phạm kim lâu, phù hợp đứng tuổi xây dựng nhà cửa hoặc tổ chức cưới gả cho con cháu trong nhà.
Hoang ốc 2024. Tuổi Bính Ngọ không phạm hoang ốc, tốt cho việc xây dựng nhà cửa. Trong năm 2024 Bính Ngọ, các gia chủ sẽ cần cẩn trọng chú ý tháng Bính Tý, tháng 11 âm lịch, từ ngày mùng 1 tháng 12 năm 2024 đến ngày 30 tháng 12 năm 2024 dương lịch. Đây là tháng đại kỵ với những gia chủ tuổi Ngọ. Vào những ngày này không nên tiến hành những công việc trọng đại và cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá những thị phi không đâu ập tới. Xét về nam mạng. Sao chiếu mệnh. Năm 2024 nam mạng tuổi Bính Ngọ có sao Thái Dương chiếu mệnh. Sao này là đệ nhất cát tinh trong hệ thống cửu diệu niên hạn, mang đến vượng khí may mắn, gặp sao Thái Dương chiếu mệnh. Nếu là người làm ăn ngay thẳng, chính trực thì sẽ gia tăng vị thế. Nam tuổi có thêm sức khỏe tốt, năng lượng tích cực, cuộc sống gặp được nhiều niềm vui, hoan hỷ. Vận hạn. Nam mạng tuổi Bính Ngọ trong năm Giáp Thìn này gặp hạn Thiên La. Vận hạn này chủ về mâu thuẫn, sức khỏe. Do đó, bản mệnh nên tu tâm dưỡng tính, lấy hòa khí làm gốc, đối xử với mọi người dĩ hòa vi quý. Khi đã giữ tâm tính bình thản, sáng suốt thì sức khỏe của mệnh chủ cũng được cải thiện, tuổi thọ gia tăng. Người cao niên trong gia đình sống khỏe mạnh, hạnh phúc vui vẻ với con cháu thì gia đạo được êm ấm, hài hòa, tránh thị phi mâu thuẫn. Dưới đây là nội dung chi tiết tử vi tuổi Ngọ 1966, nam mạng trong 2 tháng đầu năm 2024, được bình giải qua các phương diện sự nghiệp, tài chính, gia đạo, sức khỏe. 1. Công việc sự nghiệp. Năm Giáp Thìn 2024 này, nam tuổi Ngọ 1966 không còn chịu nhiều áp lực trong công việc như hồi trẻ. Sở dĩ mệnh chủ đã có được vị trí sự nghiệp ổn định, vững chắc ở tuổi này là nhờ đức tính cẩn thận chịu khó, bản chất kiên trì không bỏ cuộc suốt bao nhiêu năm nỗ lực, là người linh hoạt và sâu sắc. 2 tháng đầu năm 2024, nam mạng Bính Ngọ có thể vượt qua mọi khó khăn, hơn nữa còn được nhiều người tín nhiệm và tương trợ trong công việc. Mệnh chủ luôn sẵn sàng nhường nhịn giúp đỡ người khác, biết đặt cái tôi của mình xuống nên thu phục được lòng người, thành đạt như mong muốn. 2. Tài chính. Tử vi tuổi Bính Ngọ năm 2024 cho thấy, trong 2 tháng đầu năm 2024, tình hình tài chính của nam mạng tuổi Bính Ngọ có những tiến triển đều đặn. Các nguồn thu nhập vẫn dư giả ngay cả khi mệnh chủ duy trì những công việc túc tắc nhẹ nhàng. Ở tuổi 59, nam tuổi Ngọ 1966 đã lập quỹ dự phòng cho bản thân để luôn chủ động trong cuộc sống, chỉ cần chi tiêu hợp lý, tránh tiêu xài phung phí, mệnh chủ Bính Ngọ nam mạng sẽ luôn cảm thấy an tâm và tự tin trong cuộc sống. Thời điểm này cũng là lúc mệnh chủ nên đầu tư nhiều hơn vào việc chăm sóc sức khỏe cho chính mình để cuộc sống vui vẻ, thảnh thơi. Nhìn chung, xem tử vi tuổi Bính Ngọ 1966 2 tháng đầu năm 2024, tiền bạc có sự mở mang, nhiều cơ hội cải thiện thu nhập, cuộc sống nhờ vậy cũng thêm phần dư giả và thoải mái. Bản mệnh có thể mở mang việc đầu tư, nhưng chớ nên chạy theo những điều phù phiếm kẻo lao tâm khổ tứ mà kết quả không như mong đợi. Tốt nhất hãy làm những việc mình có kinh nghiệm và hiểu biết. 3. Tình duyên gia đạo. Trong 2 tháng đầu năm Giáp Thìn 2024, gia đạo của nam tuổi Bính Ngọ gắn kết yêu thương, sum vầy hạnh phúc. Nếu mệnh chủ hạn chế nóng giận, biết lắng nghe, làm gương cho con cái, bình tĩnh để giải quyết vấn đề thì chuyện to cũng hóa nhỏ, không chỉ bản thân mà cả gia đình cùng được hưởng phúc lành, dù là năm 2024 hay quãng thời gian về sau. Hãy luôn yêu thương, thấu hiểu, bao dung cho con cháu và người thân, động viên thế hệ sau phát triển, thì nam Bính Ngọ sẽ có một gia đình viên mãn thịnh vượng. 4. Sức khỏe. Bước sang tuổi 59, nam mạng Bính Ngọ cần quan tâm chăm sóc nhiều hơn đến xương khớp và khí huyết của bản thân. Hãy vận động phù hợp, ăn uống theo khoa học, để luôn giữ chỉ số cơ thể ở mức khỏe mạnh. Không chỉ về thể chất, tinh thần mệnh chủ cũng cần được nuôi dưỡng để có một sức khỏe toàn diện. Gặp việc gì cũng suy nghĩ theo hướng tích cực, không ích kỷ, biết cho đi đóng góp giá trị cho cộng đồng, thì cuộc sống sẽ hạnh phúc và ý nghĩa. Quý vị thân mến, tiếp theo chúng ta cùng xét đến lá số của nữ mệnh. Sao chiếu mệnh. Năm 2024 nữ mạng tuổi Bính Ngọ gặp sao Thổ Tú chiếu mệnh. Sao này chủ về công danh sự nghiệp, nữ tuổi Bính Ngọ đa số đã về hưu, gác lại công việc ngoài xã hội thì sẽ có cuộc sống bình an. Đối với những người vẫn đang công tác lao động thì nên chú ý cẩn thận và giữ vững uy tín của bản thân. Cổ nhân xưa có câu, họa là chỗ dựa của phúc, phúc là chỗ ẩn của họa. Bởi vậy lúc nào cũng phải bình tĩnh suy xét, khi hành sự mà biết giữ hài hòa với mọi người, mọi việc thì sẽ không làm tổn hại đến mình cũng như người khác. Chỉ cần biết gia tăng phúc báu, mệnh chủ sẽ giải trừ được những tai họa đến với mình. Vận hạn. Nữ mạng tuổi Bính Ngọ trong năm Giáp Thìn này gặp hạn Thiên La.
vận hạn này chủ về sức khỏe và tinh thần. Do đó mệnh chủ trong năm nay nên ưu tiên chăm sóc sức khỏe lên đứng đầu, giữ cho cơ thể luôn khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và khí huyết tốt nhất. Để giảm trừ vận hạn, nữ mạng tuổi Ngọ 1966 nên chú ý tu dưỡng lời nói để tránh được thị phi. Dùng lời nói khéo léo, khôn ngoan và chân thành thì có thể vừa tu hành vừa tạo phúc giúp người, tích lũy phú quý. Chi tiết tử vi tuổi Ngọ 1966 nữ mạng trong 2 tháng đầu năm 2024 được bình giải qua các phương diện công việc, sự nghiệp, tài chính, gia đạo, sức khỏe. 1. Công việc sự nghiệp. Thầy tử vi cho biết 2 tháng đầu năm Giáp Thìn 2024 này, nữ tuổi Ngọ 1966 sẽ nắm chắc được những cơ hội trong công việc của bản thân. Cuộc đời mệnh chủ từ trẻ về già đã luôn có kế hoạch rõ ràng, gặp vấn đề gì cũng đầu tư thời gian, công sức giải quyết nên gặt hái được nhiều thành tựu. Đôi lúc công việc sẽ gặp một số trục trặc nhất định, nhưng với tính cách kiên cường thì việc gì nữ Bính Ngọ cũng giải quyết được. Là người tốt bụng hay giúp đỡ người khác nên nữ Bính Ngọ được nhiều người chia sẻ báo đáp ân nghĩa, hậu vận vì thế được bình an và tốt đẹp. 2. Tài chính. Theo tử vi học phương Đông luận giải thì trong 2 tháng đầu năm 2024, tình hình tài chính của nữ mạng tuổi Bính Ngọ vẫn có sự tiến triển về thu nhập, nếu biết giữ gìn thành quả lao động thì vẫn có thêm phần tích lũy. Ở độ tuổi 59, nữ tuổi Bính Ngọ đã sở hữu một khối tài sản đủ để an hưởng lúc về già, nữ mệnh còn được người thân con cái biếu tặng tài lộc để tri ân. Khi biết kiểm soát hợp lý quỹ tài chính, đồng tiền sẽ giúp đem lại hạnh phúc và an nhàn cho nữ mệnh chủ. 3. Tình duyên gia đạo. Trong 2 tháng đầu năm Giáp Thìn 2024, gia đạo của nữ tuổi Bính Ngọ tốt đẹp, trên kính dưới nhường. Để không khí trong thân tộc thêm gắn kết, mệnh chủ có thể tổ chức những buổi sum họp, đi chơi vui vẻ và thư giãn, đưa mọi người lại gần nhau hơn. Trong gia đình nhiều thế hệ khó tránh khỏi những mâu thuẫn, khác biệt về quan điểm sống, nhưng chung quy lại, gia đình vẫn là mái ấm, là nơi trở về của mỗi người. Gia đình càng hòa thuận thì con cháu đời sau càng phát triển thành đạt. Vì vậy, 2 tháng đầu năm 2024 này, nữ mạng Bính Ngọ hãy thực hiện tốt vai trò của mình, là người kết nối yêu thương giữa các thành viên. 4. Sức khỏe. Bước sang tuổi 59, nữ mạng Bính Ngọ nên chú ý nhiều hơn đến các vấn đề sức khỏe. Để tăng cường sức đề kháng và phòng trừ bệnh tật, mệnh chủ nên duy trì lối sống lành mạnh và tinh thần lạc quan tích cực. Nữ mệnh chủ tuổi Ngọ 1966 có thể học hỏi những cách thức chăm sóc sức khỏe tốt nhất phù hợp với mình, thường xuyên tập luyện thể dục, bổ sung chế độ ăn uống cân đối dinh dưỡng, ăn đồ thanh đạm sẽ giúp sức khỏe của nữ Bính Ngọ được nâng cao. Và bây giờ chúng ta cùng xét về lá số tử vi của những gia chủ tuổi Bính Ngọ trong tháng 1 và tháng 2 năm 2024 âm lịch. Đầu tiên chúng ta xét về tháng 1 âm lịch, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Tính toán cung mệnh hai con giáp, cùng với quan sát sự vận hành của lưu niên thì thấy được rằng dù có nguyệt lệnh đế vượng nhưng gặp phải hung tinh bạch hổ. Nên tháng 1 âm năm 2024 của tuổi Bính Ngọ khá thăng trầm, có cả hung lẫn cắt đan xen và cũng có những thử thách mới tìm tới, vượt qua được hay không chủ yếu do lòng người ra sao. Vận mệnh chung của người tuổi Bính Ngọ có thể bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố không thuận lợi trong tháng này. Điều này có thể liên quan đến việc một số người tuổi Ngọ có tính cách quá bướng bỉnh và gánh quá nhiều trách nhiệm trên vai, nên cuộc sống cũng bị ảnh hưởng phần nhiều. Tháng này tín chủ có xu hướng nhận nhiều trách nhiệm và khó khăn về bản thân, điều này có thể khiến họ cảm thấy căng thẳng và đôi khi khiến người khác coi nỗ lực của họ là điều hiển nhiên. Bính Ngọ không hài lòng với cuộc sống thực tại, dù trong công việc, tiền bạc hay tình cảm, đều phải chịu nhiều thiệt thòi, uất ức, thường xuyên phải nhẫn nhịn âm thầm, trách móc nhưng không thể làm gì được ai, nên tâm tính cũng thay đổi, cuộc sống cũng có nhiều sóng gió theo sau. May mắn là trong cả tháng này thì công việc vẫn theo chiều hướng cát nhiều hơn hung, nên Bính Ngọ không phải sợ hãi gì cả. Bản mệnh cứ mạnh dạn tự tin làm ăn, cống hiến cho đam mê của bản thân và không ngừng cải thiện kỹ năng làm việc, chắc chắn may mắn sẽ mỉm cười. Tuy nhiên, tháng 1 năm 2024 tuổi Ngọ âm lịch có sự xuất hiện của hung tinh Bạch Hổ, cảnh báo đường sức khỏe của Bính Ngọ sẽ bị ảnh hưởng, dễ bị thương tích và té ngã. Cần chú ý đến sự an toàn khi hoạt động ngoài trời, đó là điều cần thiết. Lá lách và dạ dày của tín chủ trong tháng này dễ bị nhạy cảm, khó chịu, nên bạn cần cẩn thận trong chế độ ăn uống và chăm làm việc thiện, phóng sinh động vật nhiều hơn để gia tăng vận may, giảm bớt bệnh hoạn cho bản thân trong những ngày đầu năm. Nhà ai có trẻ nhỏ hoặc người già thì nên cẩn thận hơn với dao kéo, những vật sắc nhọn hoặc xe cộ trong tháng 1 âm lịch. Đầu năm cẩn thận kẻo gặp họa huyết quang, đi lại,
nên đi nhờ xe người khác, không tự lái xe, ra đường cẩn thận va chạm với xe cộ. Tử vi tháng 2 âm lịch, tháng Đinh Mão, năm Giáp Thìn. Thầy Tử Vi chia sẻ, bước sang tháng 2 âm năm 2024 này, cục diện tương xung sẽ tác động nhiều đến cuộc sống của người tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Bản mệnh phải đối mặt với nhiều biến cố về tình cảm, những tổn thương khiến cho con giáp này mệt mỏi, chán chường, nhưng ông trời không lấy đi tất thảy của ai. Bù lại thì công việc trong tháng 2 âm của Bính Ngọ lại khá tốt, nguyệt lệnh ở đất Lâm Quan, nên chỉ cần tín trụ chăm chỉ kiên trì thì chắc chắn cũng sẽ có được thành công. Trong tháng này, có nhiều sao tốt trợ giúp cho con đường công danh, hãy nắm bắt cơ hội, Bính Ngọ nên đón nhận sự hỗ trợ của quý nhân để có thể phát triển tốt nhất có thể. Càng độc lập sáng tạo thì cơ hội thăng quan tiến chức càng tới nhanh, thiên ấn cho thấy những hướng đi mới sẽ thích hợp với tuổi Bính Ngọ hơn việc đi theo lối mòn trong thời điểm này. Tử vi tháng 2 của 12 con giáp cho thấy tuổi Bính Ngọ có thể tạm an tâm về vấn đề sức khỏe, không có vấn đề gì quá lớn đáng phải lo ngại. Mệnh chủ biết tự chăm sóc cho bản thân mình và dễ dàng giải tỏa căng thẳng với những thú vui cá nhân. Tuy nhiên, cuộc sống nhiều áp lực cũng có lúc khiến cho bản mệnh thấy mệt mỏi, nên tự thưởng cho mình những chuyến đi chơi hay về bên gia đình để tìm lại bình yên cho tâm hồn. Tổng kết lại, phân tích và tổng hợp các yếu tố tác động vận số tuổi Bính Ngọ trong năm 2024 cho thấy đương sự sẽ có một năm khá thuận lợi, bình ổn, không trải qua biến cố nào quá lớn, công việc tiến triển đều, dù trong quá trình sẽ phải đối diện với chút khó khăn, nhưng đều vượt qua nhẹ nhàng. Trong năm có thể mở rộng công việc làm ăn, vẫn còn cơ hội thăng tiến đang rộng mở. Nếu vẫn tham vọng quan trường thì nên nắm bắt, tiền bạc cũng may mắn, buôn bán kinh doanh được lộc, có khoản tích lũy dồi dào. Có điều, hành sự phải thận trọng kẻo dễ bị kẻ xấu lôi kéo, dụ dỗ mà lừa gạt tiền bạc, sức khỏe duy trì tốt, không mắc bệnh nghiêm trọng, nhưng ốm đau vặt khó tránh. Nhưng cũng đừng quá chủ quan kẻo bệnh nhẹ chuyển nặng, hao tốn không ít tiền của để chữa trị, gia đình nhìn chung yên ấm, dù chuyện mâu thuẫn ý kiến là khó tránh khỏi. Song mọi người đều cố gắng thấu hiểu nhau, bản mệnh nên tin tưởng vào con cái của mình nhiều hơn, không nên can thiệp quá sâu vào các vấn đề hay quyết định của con cái. Cách hóa giải vận hạn cho tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 trong năm 2024 và phong thủy may mắn trong năm 2024 giúp tín chủ Bính Ngọ xua hung đón cát, tăng tài tụ lộc, vượng vận khí suốt cả năm. Đối với tuổi Bính Ngọ nam mạng, trong năm Giáp Thìn 2024 để đón nhận những cát khí từ sao Thái Dương và giảm vận hạn Thiên La, nam mạng tuổi Bính Ngọ nên hành thiện tích đức, giúp đỡ người khó khăn, gieo nhân duyên lành trong cuộc sống, cẩn trọng trong mọi việc, không xem thường sức khỏe thì mọi việc sẽ được suôn sẻ, tránh các rủi ro. Bên cạnh đó, nam tuổi Ngọ 1966 có thể thực hiện lễ cúng dâng sao hạn vào đầu năm để tâm tư thoải mái, an tâm. Nghi lễ có thể diễn ra tại gia hoặc tại chùa gần nhà, lễ vật chuẩn bị tùy tâm, thể hiện lòng thành tâm và sự tôn kính. Đối với tuổi Bính Ngọ nữ mạng, hóa giải sao hạn trong năm Giáp Thìn 2024 để giảm tác động xấu của sao Thổ Tú và hạn Thiên La, nữ mạng tuổi Bính Ngọ nên làm nhiều việc thiện, biết yêu thương và bao dung cho người khác, cho đi mà không yêu cầu nhận lại, thì cuộc sống sẽ luôn nhẹ nhàng, phúc báu tăng trưởng dồi dào. Ngoài ra, nữ tuổi Ngọ 1966 có thể thực hiện lễ cúng dâng sao giải hạn vào đầu năm, nghi thức này được thực hiện tại gia hoặc tại chùa gần nhà, lễ vật chuẩn bị tùy tâm, thể hiện được lòng thành kính và cầu nguyện hóa giải khó khăn gặp nhiều may mắn. Vật phẩm phong thủy, tuổi Bính Ngọ có thể sử dụng các vật phẩm phong thủy cầu bình an, may mắn cho năm mới Giáp Thìn 2024 như mặt Phật bản mệnh, vòng tay trầm hương. Tuổi Ngọ 1966 được Phật Đại Thế Chí Bồ Tát hộ mệnh, đeo mặt Phật bản mệnh bên mình, nữ mạng Bính Ngọ sẽ luôn thành tâm hướng Phật, sống hòa thuận, tâm sáng đức trong, bao dung giúp đỡ mọi người, tăng trưởng phúc khí. 1966 mệnh thủy nên chọn mặt Phật làm từ đá núi lửa đen, tương hợp, hoặc đá mã não trắng, tương sinh thì rất tốt cho bản mệnh. Ngoài ra, mệnh chủ cũng có thể đeo vòng tay hoặc chuỗi 108 hạt trầm hương tự nhiên để cải thiện sức khỏe, tinh thần, cầu chiêu mộ những điều may mắn cát lành. Sản phẩm này còn được các Phật tử, nhà chùa sử dụng để tụng kinh niệm Phật cầu may. Phong thủy may mắn cho tuổi Bính Ngọ năm Giáp Thìn 2024, tuổi Bính Ngọ có thể ứng dụng các yếu tố phong thủy cầu may mắn, tài lộc cho năm Giáp Thìn 2024 dưới đây. 1. Chọn người hợp tuổi xông nhà.
Sông đất đầu năm là một phong tục đặc biệt của người Việt mỗi dịp Tết đến xuân về. Theo đó, người đến sông nhà vào sau giao thừa hoặc mùng 1 Tết sẽ quyết định vận khí của gia chủ trong cả năm. Ông cha ta thường cẩn thận chọn người hợp tuổi, sống đức độ, hiền lành để sông đất. Cũng là vì thế, gia chủ tuổi Ngọ 1966 nên chọn các con giáp tuổi Dần, Tuất theo tam hợp Dần, Ngọ, Tuất hoặc tuổi Mùi theo nhị hợp Ngọ, Mùi. Ngoài ra Bính Ngọ mệnh Thủy cũng có thể chọn những người mệnh Kim tương sinh với bản mệnh tới sông nhà. Cụ thể những tuổi sau đây sẽ hợp sông nhà cho gia chủ Bính Ngọ 1966 vào năm Giáp Thìn: Giáp Dần 1964, Nhâm Tuất 1982, Tân Mùi 1991, Giáp Tuất 1994, Mậu Dần 1998, Quý Mùi 2003. Người đến sông nhà là nam hay nữ đều được, chỉ cần là người sống chân thành, thiện lương, tử tế thì sẽ giúp gia chủ mở cánh cửa phúc khí trong năm mới. 2. Xuất hành đầu năm 2024. Bản mệnh Bính Ngọ nên chọn ngày mùng 1 Tết, tốt nhất là giờ Tý, từ sau giao thừa đến 1 giờ sáng, để sông đất đầu năm. Như đã biết, tục sông đất, sông nhà được người Việt rất coi trọng trong dịp đầu xuân năm mới. Về việc chọn ngày giờ sông đất, theo ý kiến nhiều chuyên gia, nên chọn là ngày mùng 1 Tết, tốt nhất chính là giờ Tý lúc giao thừa đón năm mới. Lý do là bởi quan niệm xưa cho rằng, thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới sẽ chiêu nạp được sinh khí tốt nhất cho cả năm. Nếu mọi việc suôn sẻ, may mắn trong ngày đầu tiên của năm mới thì cả năm sẽ thuận lợi, tốt lành. Theo lịch vạn niên 2024, ngày mùng 1 Tết năm Giáp Thìn là ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Tuy nhiên, nếu bản mệnh không lựa chọn được tuổi hợp để sông đất, sông nhà thì cũng không nên lo lắng thái quá, bởi Tết là ngày đại hỷ của cả đất nước, dân tộc. Bản thân mỗi người nên hòa nhập vào niềm vui chung của đất trời, của dân tộc, không nên lo lắng thái quá hay kiêng kỵ quá đà mà làm mất giá trị truyền thống, đặc biệt là việc đi lễ chùa cầu bình an hay sông đất, sông nhà. Hơn thế, mùng 1 Tết là ngày cát, xuất hành để cầu tài lộc, may mắn, đi sông đất là nét đẹp văn hóa lâu nay của người dân Việt. Với mong muốn có một năm mới làm ăn phát đạt và gặp nhiều niềm vui, cát lành như ý. Thêm nữa, một ngày có nhiều giờ tốt, giờ xấu. Sau giao thừa Giáp Thìn là ngày mùng 1 Tết có 6 khung giờ hoàng đạo, mọi người theo đó mà chọn giờ xuất hành hay đi sông đất cho phù hợp. Các tuổi không kỵ, không hợp với giờ xuất hành, vẫn có thể xuất hành, không nhất thiết phải đợi đến giờ hợp tuổi mới xuất hành, kẻo lỡ mất việc quan trọng hay việc vui mừng. Khung giờ hoàng đạo trong ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024 gồm 23 giờ đến 1 giờ và 11 giờ đến 13 giờ. Đại an, mọi việc đều tốt lành, cầu tài đi hướng Tây Nam, nhà cửa yên lành, người xuất hành đều bình yên. 7 giờ đến 9 giờ và 19 giờ đến 21 giờ, tiểu cát, rất tốt lành, đi thường gặp may mắn, buôn bán có lời. Phụ nữ có tin mừng, người đi sắp về nhà, mọi việc đều hòa hợp, có bệnh cầu sẽ khỏi, người nhà đều mạnh khỏe. 1 giờ đến 3 giờ và 13 giờ đến 15 giờ, tốc hỷ, vui sắp tới, cầu tài đi hướng Nam, đi việc gặp gỡ các quan nhiều may mắn, chăn nuôi đều thuận lợi, người đi có tin về. Căn cứ vào đó, bạn có thể chọn các khung giờ để đi sông đất hoặc nhờ người tới sông đất nhà mình cô bác nhé. Tuổi Bính Ngọ khi xuất hành đi lễ chùa thăm nhân thân, vui xuân đầu năm nên chọn những ngày đẹp, xét theo cả âm và dương lịch. Thứ hai, ngày mùng 3 tháng 1 năm 2024. Thứ ba, ngày mùng 4 tháng 1 năm 2024. Thứ năm, ngày 12 tháng 1 năm 2024. Thứ hai, ngày mùng 10 tháng 1 năm 2024. Thứ tư, ngày 12 tháng 1 năm 2024. Thứ hai, ngày 17 tháng 1 năm 2024. Thứ sáu, ngày 21 tháng 1 năm 2024. Thứ hai, ngày 24 tháng 1 năm 2024. Thứ sáu, ngày 28 tháng 1 năm 2024. 3. Khai xuân, khai trương, mở hàng. Khai trương ngày tốt, tháng hiền hòa, phúc lộc trăm năm mãi nở hoa. Chọn ngày đẹp khai xuân mở hàng vốn là nét đẹp trong văn hóa người Việt từ bao đời nay. Khởi đầu thuận lợi được coi là kích hoạt vận may tài lộc, thu hút thành công may mắn cho cả năm. Ngày mùng 2, mùng 4, mùng 7 tháng giêng là những ngày có nhiều cát tinh tốt cho bản mệnh Canh Tý. Lựa chọn khai xuân vào những ngày này để cầu công danh, tài lộc cho năm mới. Bính Ngọ sinh năm 1966 nên chọn ngày lành tháng tốt trước khi tiến hành công việc. Thứ hai, ngày mùng 3 tháng 1 năm 2024. Thứ sáu, ngày mùng 7 tháng 1 năm 2024. Chủ nhật, ngày mùng 9 tháng 1 năm 2024. Thứ ba, ngày 11 tháng 1 năm 2024.
Chủ nhật, ngày 16 tháng 1 năm 2024. Thứ Sáu, ngày 21 tháng 1 năm 2024. Thứ Tư, ngày 26 tháng 1 năm 2024. Thứ Sáu, ngày 28 tháng 1 năm 2024. 4. Vật phẩm cầu tài lộc may mắn. Bính Ngọ có thể sử dụng vật phẩm phong thủy hợp mệnh như mặt Phật Di Lặc hoặc vòng tay Tỳ Hưu trong năm Giáp Thìn 2024 với ý nghĩa may mắn, cầu những điều tốt đẹp đến trong năm mới. Phật Di Lặc đại diện cho tâm hoan hỷ, an lạc và sự viên mãn hạnh phúc. Khi đeo mặt Phật Di Lặc bên mình, mệnh chủ có thể cầu bình an, sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Tuổi Ngọ 1966 mệnh Thủy nên chọn mặt Phật Di Lặc đá núi lửa đen tương hợp hoặc mặt Phật đá mã não trắng tương sinh với bản mệnh. Ngoài ra, tuổi Bính Ngọ có thể đeo vòng tay Tỳ Hưu để cầu sự sung túc, tiền tài, danh vọng. Tỳ Hưu vốn là linh vật phong thủy có tác dụng chiêu tài cầu lộc, tăng vượng khí, trấn trạch và được người làm ăn kinh doanh buôn bán ưa chuộng. Màu sắc may mắn, tuổi Bính Ngọ hợp với màu xanh lục, xanh lá. Trong năm 2024, Bính Ngọ 1966 mệnh Thủy hợp với các màu thuộc hành Thủy và hành Mộc Kim. Riêng trong năm 2024, chủ mệnh hợp nhất với màu thuộc hành Mộc vì những màu này tương sinh với mệnh hỏa của năm Giáp Thìn. Thưa quý vị thân mến, trong chuyên mục Nhân sinh cảm ngộ ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi xin được chia sẻ về cách tạo phước đức theo lời Phật dạy. Nhà Phật cho rằng, tiền bạc của bản thân cũng ẩn chứa luật nhân quả, vì thế, hành thiện tích đức, phúc báo và tiền tài đều sẽ theo đó mà đến như nước, những cách tạo phước đức theo lời Phật dạy. Hiếu thảo với cha mẹ, chẳng cần phải làm điều gì xa xôi, điều trước tiên Phật dạy chúng ta muốn sống tốt và đạo đức thì phải biết cung kính, hiếu thảo với ông bà cha mẹ, vui vẻ thuận thảo với anh chị em, hòa hợp với bà con cô bác láng giềng bằng cách yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau trong tình cảm sâu sắc của nhân loại, trong trăm điều thiện. Trước hết là hiếu thuận, hiếu kính với cha mẹ. Hiếu thuận không chỉ là hồi báo công ơn cha mẹ sinh thành dưỡng dục mà còn vâng theo tâm nguyện của cha mẹ. Để đấng sinh thành vui lòng trong trời đất, đối với con cái cha mẹ là quan trọng nhất. Hiếu kính với cha mẹ là việc tích đức đơn giản, nhưng tốt đẹp còn hơn cả cầu thần bái Phật. Tích đức từ đôi tay. Mỗi người đều cần tiếng vỗ tay của người khác, bởi vì ủng hộ, khen ngợi người khác là điều cần có ở mỗi người. Bởi vậy, chúng ta cần chú ý học cách ca ngợi, vỗ tay tán thưởng người khác. Không biết vỗ tay, khen ngợi người khác thì đời người thực sự quá nhỏ hẹp. Cho người khác tiếng vỗ tay, kỳ thực là cho chính bản thân mình. Đôi khi cho đi, nhận lại thực ra chỉ đơn giản là như vậy bạn ạ. Lòng khoan dung. Không thể khoan dung người khác, có thể là bởi vì lòng dạ của mình còn quá nhỏ hẹp. Dùng khoan dung có thể cải biến một con người lầm lỗi. Người có lòng khoan dung sẽ dễ dàng chiếm được lòng người khác. Hãy học cách tha thứ khuyết điểm của người khác. Đôi lúc một quan hệ tốt đẹp là từ nhẫn mà sinh ra đấy. Bố thí. Đức Phật dạy có 3 loại bố thí chúng ta có thể thực hiện: bố thí tài, tiền bạc, bố thí pháp, giảng pháp cho mọi người, bố thí vô úy, ăn chay, giới cấm không sát sinh. Khi hiểu được cần bố thí như thế nào đó chính là tu phúc, cho dù trong đời này bạn không thấy được kết quả, nhưng tương lai chắc chắn sẽ được phúc báo tốt lành. Tuy nhiên có một nguyên tắc rất quan trọng trong khi bố thí chính là bố thí trong phạm vi năng lực của bản thân mình, ngay cả lúc tay không, ta vẫn có thể bố thí. Có khi chỉ là một nụ cười nho nhỏ, lời hỏi thăm sức khỏe hay một tiếng chào thân ái, như vậy đều đã là bố thí, đều đã tạo một cơ sở phúc báo cho chính mình vậy. Từ lời nói cần phải thể hiện sự khoan dung độ lượng đối với người khác, một lời khen ngợi đúng lúc có giá trị ngàn vàng, ví như lời nói thẳng, ta có thể chuyển sang cách nói vòng, nói giảm, nói tránh một chút, với lời nói lạnh như băng, hãy hâm nóng lên một chút trước khi nói, vì thế, đừng thích gì nói nấy, phải nghĩ kỹ trước khi nói. Cứu người. Khi gặp người bị nạn, gặp khó khăn, rơi đồ xuống đường, nên đến giúp đỡ, nếu ta bỏ đi thì ắt về sau sẽ gặp quả báo. Nhìn thấy những đoạn đường hư, lở, chúng ta nên mở lòng bồi đường đắp lộ để cho nhiều người đi qua được bình an. Phúc đức từ việc biết lắng nghe. Người xưa có câu, nhìn nhiều, nghe nhiều, và nói ít, người biết lắng nghe thường được lòng người khác, bởi lắng nghe là một cách lấy lòng người khác tốt nhất. Hóa giải hận thù. Cuộc sống khó khăn, nhiều người hay nói lời cay độc, nhưng đó là cách họ thể hiện, còn cách cư xử với điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào bạn. Ngay cả khi ai đó xúc phạm hãm hại bạn, thì hãy điềm tĩnh đối đãi một cách thiện lành nhất. Biết đâu nhờ những tai ương mà người ta mang tới lại giúp bạn khám phá nhiều hơn về bản thân, hiểu thêm về điểm mạnh, điểm yếu của mình. Vậy thì tội gì mà nuôi sự hận thù, vì dù chỉ giữ một chút hận thù không những không tiêu trừ được nghiệp lực, mà nó sẽ càng nặng hơn lên. Khi bạn đã đủ hiểu mình, hiểu đời, thì dù bị sỉ nhục, hãm hại hãy cố giữ tâm không oán thù. Lòng lương thiện.
Lời Phật dạy về phước đức chắc chắn không thể thiếu lòng lương thiện, càng lớn tuổi bạn sẽ càng nhận ra rằng không cần phải đe nạt, không phải ép buộc ai, bạn chỉ có thể thu phục lòng người bằng sự lương thiện của mình. Sự lương thiện của bạn được người khác cảm nhận rất rõ, thậm chí bạn có thể thuần hóa được cả những kẻ có dã tâm. Thực ra trong một con người luôn có mặt tốt và mặt xấu, và người xưa nói quả không sai. Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, khi người có dã tâm ở bên bạn họ cũng trở nên hiền lành đến kỳ lạ. Vâng, trên đây là nội dung luận giải tử vi tuổi Bính Ngọ 1966, 2 tháng đầu năm 2024, nam nữ mạng. Cảm ơn quý cô bác đã quan tâm theo dõi, hy vọng rằng bài viết này đã giúp quý cô bác tham khảo và có thêm sự chiêm nghiệm về cuộc sống. Cổ nhân từng nói, vạn sự trên đời đến và đi là do cơ duyên, đừng cưỡng cầu, từ việc thuận theo tự nhiên con người sẽ tìm thấy sự điềm tĩnh trong tâm hồn mình. Điều gì đã được sắp đặt sẵn sẽ đến đúng thời điểm, ấy bình hòa đối diện với tất thảy mới là người trí huệ. Giáp Thìn 2024 năm mới xuân sang, Minh Đường Tử Vi xin kính chúc quý bạn và gia đình một năm mới, mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang trường thọ.